Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 1 tháng 4 năm 2020. Giá heo hôm nay giảm sâu trên diện rộng ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam. Có những nơi giảm từ 5 đến 6.000 đồng 1 kg sau khi cam kết giảm xuống 70.000 đồng 1 kg của các doanh nghiệp vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4. Tuy giá heo hơi giảm sâu nhưng giá thịt ở các chợ dân sinh hiện nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu giảm. Và theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam cho biết, giá thịt lợn lên cao trong thời gian qua là do yếu tố cung cầu khi nguồn cung thịt lợn bị hạn chế do dịch tả lợn châu Phi. Và theo ông Tuấn, trong khi CP Việt Nam bán với mức giá 75.000 đồng 1 kg, nhưng thị trường vẫn bán ở mức giá cao, có những địa phương lên đến 82-85.000 đồng 1 kg. Nếu tính giá lợn hơi thì ở 75.000 đồng 1 kg, thì giá thịt lợn bán ra thị trường cũng chỉ dao động khoảng 100-110.000 đồng 1 kg. Nhưng do nấc thang trung gian nên giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao, thấp nhất là 140.000 đồng 1 kg. Đại diện tập đoàn Massa, đơn vị cung ứng dòng thịt Mart Deli qua chuỗi 3.000 siêu thị của Vinmart cho biết, trong tuần qua do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp, nhu cầu thịt Mart tăng đột biến để từ 4 đến 5 lần so với ngày bình thường, trong khi thịt Mart hiện chỉ đáp ứng được 1/4 con số đó. Và theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, lắm khâu trung gian là một nút thắt trong chuỗi thịt lợn, do vậy muốn giảm giá và các doanh nghiệp cũng phải thực hiện các chuỗi khép kín trong quá trình chăn nuôi cũng như là sản xuất và đưa thịt đến tay người tiêu dùng. Và theo ghi nhận tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở thành phố Hồ Chí Minh trong chiều ngày 31 tháng 3, lượng thịt heo nhập khẩu bán ra thị trường, tức là thịt giã đông ấy, hiện nay khá là nhiều, như là thịt chân giò, thịt cốt lết, sườn. Và đối với thịt nhập khẩu bán ra ở Bách Hóa Xanh thường rẻ hơn so với thịt nóng. Và hiện nay theo ghi nhận ở Bách Hóa Xanh, giữa so sánh giữa thịt nội và thịt mát thì giá có sự chênh lệch nhau rất là lớn. Cụ thể như thịt đùi, đối với nhập khẩu hiện nay thịt đùi chỉ dao động khoảng 112.000 đồng 1 kg ở Bách Hóa Xanh, trong khi đó thịt nội lên đến 161.000 đồng 1 kg. Sườn non ở Bách Hóa Xanh, thịt nhập bán với mức giá 149.000 đồng 1 kg, trong khi sườn nội lên đến 280.000 đồng 1 kg. Chân giò chỉ ở mức 59.000 đồng 1 kg, trong khi đó hàng nội lên đến 128.000 đồng 1 kg. Như vậy là có thể thấy rằng thịt nội đắt hơn rất là nhiều so với thịt nhập. Ngay sau buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn của Việt Nam như CP Việt Nam, Dabaco, Massa, Marvin hay Zafa cam kết giảm giá thịt lợn về mức 70.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4. Thịt lợn hiện nay vẫn là mặt hàng tiêu dùng, mặt hàng thực phẩm chủ yếu của người dân và nó chiếm đến từ 60 đến 65% trong cơ cấu bữa ăn của người Việt. Chính vì vậy mà trước mắt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung các giải pháp để tăng nguồn cung thịt lợn, trong đó có đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn, nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nhằm hạ giá thịt lợn để người tiêu dùng chi tiêu một cách ổn thỏa hơn. Và giá heo hơi trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4, giảm trên diện rộng, đặc biệt là đối với thị trường miền Trung và miền Nam, có những nơi giảm đến 6.000 đồng 1 kg. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, giá heo hơi vẫn đang giữ mức giá ổn định và khá là cao. Đơn cử chỉ có một số tỉnh có xu hướng giảm như là Tuyên Quang, Ninh Bình, Nam Định. Tuy là có xu hướng giảm nhưng mức giảm cũng không sâu so với thị trường ở miền Nam. Cụ thể như sau. Đối với các địa phương mà có mức giá cao như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, đối với các địa phương này đang dao động mức giá 81 đến 83.000 đồng 1 kg. Và đặc biệt đơn cử có Hưng Yên vẫn là địa bàn có mức giá cao, heo đẹp vẫn bán ở mức giá 84.000 đồng 1 kg, còn heo xấu thì thường thấp hơn khoảng 2 đến 3 giá. Vĩnh Phúc cũng có xu hướng giảm trong ngày hôm nay, hiện nay Vĩnh Phúc chỉ dao động khoảng 79 đến 81.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh dao động 81 đến 82.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình dao động mức giá 82.000 đồng 1 kg. Một số huyện của tỉnh Thái Bình như Thái Thụy, của tỉnh Thái Bình, các hộ chăn nuôi chỉ báo giá dao động 82 đến 83.000 đồng 1 kg. Như vậy là vẫn đang giữ mức giá ổn định so với ngày hôm qua. Và theo ghi nhận, đối với các tỉnh ở khu Đông Bắc Bộ có Thái Nguyên có xu hướng giảm và hiện nay chỉ còn dao động khoảng 78 đến 82.000 đồng 1 kg. Phú Thọ cũng dao động mức giá 79 đến 80.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương như Tuyên Quang dao động 80 đến 81.000 đồng 1 kg.
Bắc Cạn giao động 80 đến 81 nghìn đồng. Quảng Ninh giao động 80 đến 83 nghìn đồng 1 kg, trong khi đó Lạng Sơn, Lào Cai giao động mức giá 82 đến 83 nghìn đồng. Yên Bái hiện nay đang giao động mức giá 80 đến 83 nghìn đồng 1 kg. Và một số địa phương như là Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang vẫn đang giao động mức giá 82 đến 84 nghìn đồng 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc, trong ngày hôm nay giá heo hơi ở các trang trại có mức giá khá là thấp. Hiện nay một số tỉnh này có những tỉnh mà chỉ là giảm 1.000 đồng đến 2.000 đồng trên kg. Cụ thể như Sơn La, nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao động 79 đến 83.000 đồng 1 kg. Lai Châu cũng giao động 80 đến 84.000 đồng 1 kg. Điện Biên, Hòa Bình giao động 82 đến 85.000 đồng 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong ngày hôm nay nhiều tỉnh có xu hướng giảm, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ. Còn đối với các tỉnh ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, giá hơi vẫn đang ở mức cao, giao động 80 đến 81.000 đồng 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị giao động 77 đến 79.000 đồng 1 kg, trong khi đó Thừa Thiên Huế giảm đến 4.000 đồng 1 kg và hiện nay tỉnh này chỉ còn giao động trên dưới 75.000 đồng 1 kg. Đà Nẵng cũng có xu hướng giảm, giao động 76.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương tiếp tục có xu hướng giảm ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Quảng Nam. Quảng Nam giảm sâu đến 6.000 đồng trên kg và hiện nay chỉ còn giao động 75 đến 76.000 đồng 1 kg. Và trong chiều ngày 31 tháng 3 thì một số hộ chăn nuôi ở huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ báo giá 75.000 đồng 1 kg, như vậy giảm đến 3.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua. Bình Định giao động mức giá 74 đến 76.000 đồng. Trong khi đó một số địa phương như Phú Yên cũng giảm, giao động còn 77.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa giao động 76 đến 77.000 đồng. Và đặc biệt, tỉnh có mức giá thấp nhất hiện nay đó là tỉnh Ninh Thuận. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Ninh Hải và Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận chỉ giao động 73 đến 74.000 đồng 1 kg. Tỉnh Bình Thuận giao động 75 đến 76.000 đồng 1 kg, cao hơn một chút so với tỉnh Ninh Thuận. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, trong ngày hôm nay nhiều tỉnh cũng có xu hướng giảm sau khi mà có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và đặc biệt theo ghi nhận, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có mức giá giảm sâu nhất. Và hiện nay Lâm Đồng chỉ còn giao động khoảng 77 đến 80.000 đồng 1 kg. Và theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá trong chiều ngày 31 tháng 3 ở huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, các hộ chăn nuôi này báo giá rằng các thương lái chỉ trả với mức giá 77 đến 78.000 đồng 1 kg, mức giá khá là thấp. Tỉnh Đắk Lắk cũng có xu hướng giảm, hiện nay chỉ còn giao động 75 đến 77.000 đồng. Kon Tum vẫn là địa phương có mức giá cao, giao động 79 đến 80.000 đồng đối với heo đẹp. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Đắc Tô của tỉnh Kon Tum, đối với dòng heo xấu và heo nhỡ, các thương lái chỉ trả với mức giá 74 đến 76.000 đồng 1 kg. Trong khi đó Gia Lai giao động 77 đến 79.000 đồng trên kg. Đắk Nông giao động 76 đến 77.000 đồng và thường heo nhỡ thì thường thấp hơn khoảng 4 giá ở địa bàn Tây Nguyên này. Đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, ghi nhận có các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ có xu hướng giảm. Cụ thể như là Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là tỉnh có mức giá giảm sâu nhất và hiện nay Bạc Liêu chỉ còn giao động 72 đến 74.000 đồng 1 kg. Long An cũng có mức giá thấp, giao động 75.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long giao động 76.000 đồng. Đối với tỉnh Đồng Tháp cũng giao động 76.000 đồng 1 kg. Và một địa phương nữa có mức giá giảm rất là sâu, giảm đến 6.000 đồng trên kg, đó là tỉnh Hậu Giang. Theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang, các thương lái chỉ trả với mức giá 72 đến 73.000 đồng 1 kg, mức giá rất là thấp. Bến Tre vẫn giao động mức giá 76 đến 78.000 đồng. Cần Thơ giao động 77 đến 78.000 đồng. Đây là địa bàn có mức giá khá là cao, Bến Tre và Cần Thơ. Trong khi đó Sóc Trăng vẫn ổn định ở mức giá 76 đến 77.000 đồng. Trà Vinh giao động 77 đến 78.000 đồng 1 kg. Cà Mau, Tiền Giang giao động 75.000 đồng 1 kg. An Giang giao động 74 đến 75.000 đồng. Kiên Giang vẫn là địa bàn có mức giá cao, giao động 76 đến 78.000 đồng đối với heo đẹp, heo siêu. Tuy nhiên đối với dòng heo áp siêu ở tỉnh Kiên Giang, mức giá khá là thấp. Theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang, dòng heo áp siêu, các thương lái chỉ trả với mức giá 74 đến 75.000 đồng 1 kg, còn heo đẹp với mức giá lên đến 77 đến 78.000 đồng trên kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ, trong ngày hôm nay giá hơi vẫn đang giữ mức khá là ổn định. Đồng Nai vẫn là địa bàn có mức giá cao, mức giá trung bình của Đồng Nai hiện nay là 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Đơn cử cũng có heo đẹp có thể bán được mức giá 80.000 đồng 1 kg.
Thành phố Hồ Chí Minh dao động 77 đến 79 nghìn đồng. Một số địa phương Bình Phước, Tây Ninh dao động mức giá 78 nghìn đồng một kg. Bình Dương dao động 76 đến 78 nghìn đồng. Trong khi đó Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay vẫn đang dao động mức giá 78 đến 80 nghìn đồng một kg. Đó là thông tin về giá hơi trong ngày đầu tiên của tháng, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Và mình sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn giá hơi của tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước trong những ngày tiếp theo. Bản tin của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những bản tin sau.